là địa bàn trọng điểm nơi có ổ dịch tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên đã tập trung chỉ đạo thần tốc khoanh vùng xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm. Cùng với đó, huyện yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 cho 100% người lao động theo hình thức xã hội hóa. Ngay sau khi có thông báo cách ly tại My Điền 1, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên đã yêu cầu lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ nhân dân và người lao động tạm trú trong địa bàn. Từ 20 giờ tối hôm qua thì như quý vị và các bạn có thể thấy ở đây, lực lượng các y bác sĩ đã làm việc căng mình để có thể làm sao lấy được nhiều nhất những cái mẫu xét nghiệm đảm bảo tốt nhất cho cái việc mà phòng chống dịch trong lúc này. Với phương châm thực hiện quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ các ổ dịch đã được công bố, thị trấn Nánh đã tập trung cao nhân lực, vật lực, đảm bảo các điều kiện xét nghiệm trong 3 ngày cho khoảng 15.000 người. Ban chỉ đạo thị trấn đã quyết tâm chỉ đạo từ ban chỉ đạo từ thị trấn đến các tổ dân phố là phân công ở các điểm lấy mẫu để hỗ trợ cùng với các y bác sĩ của trung tâm của tỉnh về, và đồng thời tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân là thực hiện cái việc là cách ly khu vực, là ở nhà ai ở nhà đó, không đi lại khi có công việc không cần thiết để nhằm hạn chế cái việc lây lan dịch bệnh ra bên ngoài. Cùng với việc yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường trách nhiệm, tập trung cao, dốc sức cho công tác dập và phòng chống dịch, huyện Việt Yên yêu cầu 100% các công ty, nhà máy cam kết đảm bảo an toàn phòng chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm cho 100% người lao động. Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Bắc, chi nhánh Minh Đức là doanh nghiệp đầu tiên dành kinh phí tiến hành xét nghiệm COVID cho 1.600 công nhân và người lao động. Công ty đã ngay lập tức tiến hành xét nghiệm tổng thể toàn bộ công nhân ở trong công ty, nên là thực sự cũng rất là yên tâm. Quan điểm của chúng tôi thì là người lao động là trung tâm và người lao động là vốn quan trọng nhất. Do đó ngay khi lập tức mà có một cái hiện tượng nguồn bệnh cái là chúng tôi đã trực tiếp mà xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên hoàn toàn bỏ kinh phí 100% để xét nghiệm cho người lao động. Người lao động không phải chịu một cái khoản chi phí nào cả. Bởi vì chúng tôi xác định là người lao động là vốn quý nhất của chúng tôi và chúng tôi chăm lo hết cỡ cho người lao động đảm bảo an toàn. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, thần tốc truy vết, huyện Việt Yên đang dồn tổng lực cho công tác dập và phòng chống dịch, nỗ lực giảm thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.